loài người chúng ta, Homo Spinner, là đỉnh cao của việc sống trên trái đất, một thực thể đặc biệt quan trọng và thú vị nhất đang tồn tại trên hành tinh xanh. Với trí tuệ và khả năng sáng tạo tuyệt vời, loài người đang nắm giữ vai trò thống trị muôn loài. Những điều đặc biệt quan trọng gì đã khiến cho tất cả chúng ta khác biệt so với những loài thú hoang dã khác? Hãy cùng chúng tôi khám phá những nét thú vị đặc trưng chỉ loài người mới có nhé! Đỏ mặt, hành động đỏ mặt được nhà khoa học Darwin mô tả như điều kỳ dị nhất và con người nhất của biểu cảm. Và đây cũng là đặc điểm duy nhất xuất hiện ở loài người mà không có sinh vật nào trên trái đất giành được. Các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra lời giải thích chính xác tại sao con người lại đỏ mặt trong khi họ không muốn thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Quần áo, trong quá trình tiến hóa hàng triệu năm, tổ tiên của loài người đã từng là loài khỉ chân chu. Nhưng sau đó, sự xuất hiện của quần áo, phát minh vĩ đại của nhân loại tiến bước vào kỷ nguyên văn minh. Đây cũng là đặc điểm độc đáo phân biệt con người với các loài thú hoang dã khác. Tạo ra lửa. Nếu bàn về phát minh vĩ đại nhất trong tất cả những phát minh của nhân loại thì phải bình chọn cho việc tìm ra lửa. Chính lửa đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của loài người, từ thời ăn lông ở lỗ đến việc chinh phục thiên nhiên và xây dựng hình thái xã hội đầu tiên trong lịch sử. Từ khi có lửa, loài người có thể nấu ăn, một bước tiến lớn trong quá trình tiến hóa của nhân loại. Sự ấm áp của lửa còn hỗ trợ xua đuổi thú dữ, được chấp nhận tổ tiên loài người sinh tồn trong điều kiện khí hậu lạnh giá. Ngôn ngữ. Ngôn ngữ cũng là kho tàng vô tận mà chỉ riêng loài người mới giành được. Thanh quan của loài người nằm ở phía dưới cổ họng, thấp hơn một chút so với tinh tinh. Bên cạnh đó, dưới lưỡi con người có xương hình móng ngựa, không gắn với bất kỳ xương nào trong cơ thể. Chính vì những yếu tố then chốt đó giúp con người phát ra âm thanh khi cử động lưỡi và họng. Đôi tay. Tuy là người không phải là loài vật duy nhất sở hữu đôi tay, ngón tay cái trong bàn tay con người, đây là đặc điểm khác biệt so với loài linh trưởng. Nhờ vào ngón tay cái linh hoạt, tất cả chúng ta có thể giữ chắc công cụ, cầm nắm và hành động khéo léo hơn. Ít lông hơn. So với những anh chị em linh trưởng, tất cả chúng ta ít lông, rộng rạp hơn, với mái tóc ngắn, mỏng và mềm mại hơn. Tuy nhiên, điều bất ngờ là một mét vuông da con người vẫn sở hữu số lượng nang lông mọc nhiều như các loài linh trưởng khác. Một bộ não độc nhất vô nhị. Cá voi là loài thú hoang dã có não bộ lớn nhất trong các loài sinh vật sống trên trái đất, không phải loài người. Bộ não con người chỉ có khối lượng khoảng chừng 1,6 kg, quá nhỏ so với trọng lượng cơ thể, nhưng nó lại ẩn chứa vô vàn khả năng kỳ diệu, khiến tất cả chúng ta khác xa so với những loài khác. Sự tiến hóa của não người, đây là yếu tố then chốt và quan trọng nhất giúp con người trở thành vua của muôn loài trên trái đất ngày nay.